Và liên tục chương trình với tiếng hát của anh Kiệt sẽ gửi đến chúng ta 32 câu Lưu Thủy Trường, mẫu gì cùng thưởng thức. Thank you.
Xin cảm ơn tiếng hát của anh Kiệt. Và đây liên tục chương trình là với tiếng hát của Thành Nghiệp sẽ gửi chúng ta 12 câu Phượng Hoàng Lai Nghi. 10 câu. Wow.
sao chưa quay về tái sanh tìm mẹ. Ruộng đồng ta lúa chín đang đổ mơ vàng, đời mẹ quá đỏ trên cao nắng dòng xanh còn ngọn giống đồng. Ơi mẹ anh đến muôn đời dân tộc à. Cảm ơn tiếng hát của anh Nghiệp và để liên tục chương trình với tiếng hát của nữ nghệ sĩ Như Hoa sẽ gửi chúng ta 20 câu đảo, mọi người cùng thưởng thức. Xin được gửi đến 20 câu Nam Đảo trích trong bài Nguyệt Nga Cống Hồ. Vừa hay mau thân
khác của Như Hoa. Thưa các anh chị, thì lần này chúng ta sinh hoạt với chủ đề là kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Thì trong cái buổi sinh hoạt hôm nay, thầy xin đại diện cho câu lạc bộ Đơn ca Tài tử và Nhà Quốc lao động sẽ có một đôi lời sinh hoạt chúng ta về ý nghĩa của ngày 8 tháng 3. Thì như chúng ta đã biết, đã trải qua 111 năm từ ngày 8 tháng 3 năm 1910, ngày Quốc tế Phụ nữ là dịp trọng đại của nhân loại để kỷ niệm cuộc đấu tranh vì nhân quyền, quyền bình đẳng và nhân phẩm cho người phụ nữ. Thì ngày Quốc tế Phụ nữ ngày nay còn gọi là ngày Liên hiệp Quốc vì nữ quyền và hòa bình quốc tế, được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 hàng năm. Ngày này được Liên hiệp Quốc chính thức công nhận vào năm 1977. Thì theo thông lệ thì hàng năm sẽ kỷ niệm ngày 8 tháng 3. Tuy nhiên là lễ kỷ niệm phụ nữ được diễn ra sớm nhất không phải là ngày 8 tháng 3 mà là ngày 28 tháng 2 năm 1909 tại thành phố New York do Đảng Xã hội Mỹ tổ chức để tưởng niệm cuộc đình công năm 1908 của Hội Công nhân May mặc Quốc tế. Thì đối với quốc tế thì nó có cái gắn liền với cái lịch sử đó. Và đây cũng là lần đầu tiên mà phụ nữ khắp nơi trên nước Mỹ tổ chức ngày phụ nữ meeting, biểu tình rầm rộ đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Những cuộc đấu tranh của nữ công nhân Mỹ đã có tiếng vang lớn và là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh của phụ nữ lao động trên toàn thế giới. Đối với phụ nữ Việt Nam thì ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 nó gắn liền với cái cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, một hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục khơi dậy truyền thống đấu tranh vì hòa bình của phụ nữ toàn thế giới, đồng thời phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Với cái thông điệp tìm lại vẻ đẹp thật của chính bạn, thì đó là cái ý nghĩa dành tặng cho một nửa thế giới nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Nhân đây xin mời tất cả các chị em phụ nữ có mặt trong buổi họp mặt chào mừng kỷ niệm hôm nay lên sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm từ câu lạc bộ Đơn ca Tài tử và Nhà Quốc lao động tặng cho các anh chị nhân ngày 8 tháng 3. Xin mời các chị nữ lên sân khấu. Có mấy người nữ mời lên hết. Xin mời các anh chị. Mời một anh nam lên bưng bông. Mời anh lớn tuổi nhất của chúng ta hôm nay là anh Thầy Thảo. Mời Thầy Thảo lên là người đại diện để tặng hoa cho các chị phụ nữ. Mời hết tất cả chị phụ nữ hôm nay lên sân khấu đẹp để chúng ta chụp tấm hình lưu niệm. Mời anh Bảo Phong, Bảo Phong chuẩn bị để chụp tấm hình lưu niệm cho các chị nhân ngày kỷ niệm 8 tháng 3. Các nhạc công cho một cái bản đờn gì đó cho nó tỷ. Xin mời. Dài bản liên tục để ta chụp hình xong mới hết nha. Rồi xin mời ban nhạc công. Mời các phụ nữ. Thank you.
chụp hình từ giờ nghe nha. Và để liên tục chương trình như ngày hôm nay với tiếng hát của Hữu Thọ, Đỗ Minh Thọ và Kim Khuyên sẽ gửi chúng ta trích đoạn về cái lưu được mang tên Bên Cầu Dệt Lụa, mọi người cùng thưởng thức. Trên
Alo. Nâng cái miệng số 1 lên tí xíu ạ, âm thanh này. Đại ca lắm phải không em? Không, em nào dám hờn trách đại ca. Quy Minh ơi, đại ca đã chọn cho mình một con đường. Đại ca, con đường nào? Nghĩa là đại ca chọn cho mình một con đường duy nhất để tạo cho người yêu mình được hạnh phúc trăm năm. Cho nàng yên tâm mê mà cất bước theo chồng, không oán hận đại ca, vì đã tạo ra lắm cảnh đoạn trường. Này mình không thanh duyên nở thì xin hẹn kiếp sau cho tình nghĩa được vuông tròn. Xin hãy cho tôi mang nhiều mơ ước sao cùng, xin để cho tôi tạo dựng thiên đường bên gặp gỡ với người yêu.
Đại ca, sao đại ca không yêu cầu một điều gì khác? Tại sao đại ca không hiểu gì đến nỗi khổ của Quý Minh? Quý Minh, việc ta làm chỉ một mình ta biết. Mắc điện đợn gì ta vậy? Quý Minh, việc ta làm chỉ một mình ta biết. Quý Minh đừng buồn khi chưa hiểu được ta. Đã bao năm chung sống tuổi dài khờ, đôi với Quý Minh ta chắc yêu từng kỷ niệm. Những kỷ niệm xưa đại ca đã đốt rồi trong ảo tưởng, thì em chỉ còn lại đây một mơ cho ta. Ngắm ngồi thương tiếc chuyện ngày qua, có chúng đừng mà còn cho tôi áo thơ. Đời sống đẹp là đây người ta cứ hận thôi để tiền con
Và để liên tục chương trình với tiếng hát của nữ nghệ sĩ Ngọc Diễm với ba tự chọn của mình ạ. Alo, 1, 2. Cái mi 1 với cái mi 2 á, một nhỏ hơn mi 2. Oh.
Cảm ơn Đào Xuân Cao rất nhiều. Và đây là tưởng trình với tiếng hát của chị Kim Đào ạ. À, xin mời chị. À, tiếp theo Kim Đào và anh Kiệt hát một chích đoạn Đêm Lạnh Chùa Quang, xin mời quý vị thưởng thức. Hồ bụi xuân trắng xuân ơi thôi hỏi cô mà quên tất cả vui cùng em giây phút để chia xa nếu kiếp này mình không duyên không nợ hay dẫn hẹn lại.
ruột chia xa thì thà xưa kia đừng bao giờ gặp gỡ. Chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương sâu. Còn lại cúi đầu buồn
đây đến từ chương trình với tiếng hát của Kim Huệ và Thành Nghiêm mà với bài hát tự chọn của mình. Sẽ hát bài tân cổ, bài hát được mang tên Cung Đàn Mới. Xin mời các bạn cùng nghe. Em lấy lại
bâng khuâng cùng ai thương nhớ. Tiếng đàn trưng là tiếng lòng
Và để đến từ chương trình là dây tiếng hát của chú Giang Ưa. Xin mời chú bước ra sân khấu ạ. Em thấy nó nặng hát quá anh Thanh. Anh nâng cái tổng đờn với ca lên tí xíu. Nó nặng. Nhưng mà do là cái người ca người ta nghe người ta mới ca được. Chính nữa xin ca bài Duyên Quê. Trời hiền nhấp nháy tờ sương mây người yêu.
mài, chồng gần em không lấy dài gì đi lấy chồng xa là mai sau cha yêu mẹ già chén cơm đôi đũa bột kỳ trà ai dân gió. Rằng mình đặng sơn cao, núi cao em cùng trèo, sông sâu em cùng lòi, vàng đào em cùng qua. Gió lai cành đá, anh thương em thiệt thà. Mưa lai qua cà, da em quá mặn mà, và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn. Dăm miếng trầu cài một cuồng cao trắng, một cuồng cao trắng mà duyên đối ta nên vào thanh trong một tấm lều tranh, một phần trắng tròn, một phần trắng tròn và tha thiết yêu cho hết ta lòng. Anh ơi em không ước mơ chi chuyện giá trời lấp biển, chỉ mong sao trên đường đời dài thăm thăm tình dấu xưa, nhưng tình càng thêm nặng nghĩa, càng lâu nghĩa sẽ thêm bền. Để khi nhắc lại đám cưới hai ta không làm thổ thẹn cá lên đàn, em thương giấy gian trời Phật sao cho mình xưa. Khi cha mẹ cưới nhau chỉ có ba miếng trầu cái, một buồng cao căng, dẫu xuống đời dầm mưa dãi nắng, nhìn đã thương nhau đến trọn tơ lòng. Sông sẽ gặp đã sẽ mòn tình cảm, có người dễ gì không phải là đôi lứa ta nên vợ thành chồng, thì sẽ có trăm điều ràng buộc để cho mình hết tuổi thanh xuân. Em có thấy dây tơ hồng chiếc vui sống trên hàng rào bóng bụp, đau muốn lắm bà bóng trò cùng em từ quê hương ta, cây yêu đất người mến, người trăm năm đông có đậu dài bao nhiêu. Chỉ em mình quá lo xa mà hiện giờ phụ mẫu em chưa đứng đây cho anh đêm mơ ngày tưởng hình giấc ban chung tình. Rồi đây chắc sớm tiền người ta sẽ tiếp công anh trồi dĩa bao bình cây mai giống tới nói mà phụ. Mở giùm em cái đàn hạ của Di em Thanh ơi. Đấy. Đang gãy đó anh. Được chưa? Rồi xin mời tiếng hát của chị Thu Hồng ạ. Xin mời tiếng hát chị Ngọc.
đi tụng kinh thì Mỹ Ngọc cũng xin gửi ba câu vọng cổ trong bài Trên Dòng Sông Hậu. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thầm thầm, thấp thoáng con xuồng bé nhỏ tới mong manh. Nón lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ. Hậu Giang ơi, chiến công còn tuyệt vời. Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến đời, thương lắm câu hò khéo gọi khách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ hỏi, mà nghe quên chiến công trên dòng sông. Dòng chiếc áo bà ba với mái dầm quen thuộc ơi, cô gái Hậu Giang trang nghiêm mà lòng lấy vô cùng. Chỉ một lần thôi sao dương dâm mãi trong lòng, bắn đốt ngón tay tính từ năm mười lăm năm rồi không trở lại Hậu Giang, để cho thương chờ dời dời mênh mang, cho dòng sông xanh dần khách an tình. Anh nhớ thương mình nơi chẳng tuyến xa xôi, tuy hai đã hai nơi nhưng chúng dòng xuyên. Oh,
Và để kết thúc chương trình, xin mời Ngọc Diễm, Mỹ Phụng, Di Kim Huệ ú ù bước lên đây ca ngợi câu rồi về luôn. Sân khấu không có ai đâu. Thank you.